tập nập mề đôi bên xa vào. Ôi cao ôi sâu dấu nét mặt mề trước gậy son chúa dựng phía sau lá trầu với lại quả cao. Nhớ khi xưa mái tổ tiên lễ có một người con gái thôn quê. Sống ngâm thầm mê bồ côi cha mẹ gặp được thầy quỷ cốc cốc nga tiên sinh một nở đời chỗ làm phục cứu dân mê. Xuống nguyên hồ xanh xanh thơm mắt về tới kinh đôi ý. Trong ngoài lâm lâm mi lỡ chúa soi ra chúa phán rằng ngờ đệ tử chớ lo có căn này có quả thì phải nghe giá trình đồng nghe ý. Sắp xanh xanh nghe sửa lễ xa làm về tôi chúa bà
dâng lên thì phải dốc dốc như một lòng nghề vội xanh xanh ngựa tiến tiến đi về ngàn xanh tiến vòi xanh nghề tiến cả mái treo đi điểm phân mắt tô trang nghe tay cầm đàn tình nghe liễu là liễu lường chúa phạt sai sắm mi tiếng mắt mường nghề dần nên gian ai biết biết chú nguyệt nì hồ bói chú về đồng răng 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 giữ tò cứu cho bách bệnh nay đã mời giữ tập xuống nguyệt nguyệt tài thành giữ thiên về đồng răng răng giá giữ tỏ đổ cho thiên hạ xuống con nhà nhà bình bình bài sai tới chiều lục cung đừng gần đừng ngay vốn sòng sơn trang tinh xu hay bằng chốt bằng già vừa xuân sắc tung tung đi mới dương già lên lên nhà lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa lên nhà lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa nguyệt một bước vào giá sớm chiều tình đầu tay nặng chiếu đơn đeo ý lòng nghĩ tài tin chưa mang ra một phương để đang đi tham ngày bán cho đồng tiền tốt đi lục dày bổng lộc cho lắm vì đây càng nhiều bán cho đồng dài hết sang nhiều bổng lộc hơn nhiều năm năm ngoái năm năm xưa họ nguyện họ cao con nhang coi nghĩ cùng thờ 30 bổng một mười tư mấy hôm dầm 30 bổng một hôm dầm mười tư
sáng ra người tiên nữ, chúng sinh sinh đang bay về đến đây, đang bay về đến đây. Sáng ra người tiên nữ, bay bay về, đang bay về bàn bên đây. Danh ma đồn về tới kinh đi đô, tiên chúa huyền hồ người bói rất linh linh chúa xem cửa nhà ra sự xưa này. Hòa mình ai đi lễ chúa, hòa mình chờ